Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi đến Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện các quy định đối với xe ô tô, kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn. Theo đó, trước ngày 1 tháng 7 năm 2016, các xe ô tô trọng tải có thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị giám sát hành trình được sử dụng đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Cụ thể, các thiết bị giám sát hành trình của xe phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu như lưu giữ và truyền dẫn được các thông tin, hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe liên tục, thời gian lái xe trong 24 giờ của từng lái xe.